Anh chị em vừa nghe bài tin mừng hôm nay, anh chị em có thắc mắc gì không? Tôi hỏi vậy là bởi vì hồi trước có lần đi dạy học, rồi đến phần có liên quan tới dụ ngôn, tức là bài tin mừng hôm nay, thì có học viên nêu thắc mắc là ông vua mở tiệc cưới và ông mời khách tới dự tiệc. Mình không nhận lời mời, mình không tới dự tiệc thì thôi, nhưng mà làm gì đến cái độ phải bắt đầy tớ của nhà vua rồi đánh đập người ta, rồi hành hạ người ta, rồi giết chết người ta. Cái chuyện nó vô lý quá. Rồi có một người khác thì thắc mắc là khi mà những người được mời không chịu tới dự tiệc thì ông vua ông mới cho đầy tớ đi ra ngoài đường, gặp bất cứ ai tốt xấu gì cũng kéo vô ăn tiệc hết à. Thế rồi tới hồi ông ấy xuống, ông ấy tham quan, thì ông ấy khám phá ra có một người không mặc y phục lễ cưới, và ông ấy ra lệnh là nhốt người ta vào trong tù. Nhưng mà kỳ cục vậy, người ta đang đi ngoài đường tự nhiên lôi người ta vô, mà bắt người ta y phục lễ cưới thì làm sao? Người ta đang đi chợ mua cá, mua rau mà y phục lễ cưới đâu? Người ta mới đi làm thợ hồ về đó thì y phục lễ cưới đâu, mà tự nhiên lôi người ta vô, rồi bây giờ bảo người ta không mặc y phục. Anh chị em trả lời thắc mắc đó làm sao? Bài tin mừng này là một dụ ngôn, và khi kể một dụ ngôn nó không có nghĩa nó hoàn toàn giống như đời thực, mà tác giả kể một câu chuyện có thể thêm tình tiết, thêm mắm muối, mục đích để làm nổi bật lên nội dung giáo huấn mà tác giả muốn truyền đạt. Cho nên cái thắc mắc bảo là người ta mời đi ăn cưới mà mình không đi thì thôi, chứ làm gì mà phải đánh đập rồi giết chết đầy tớ của người ta. Chúa Giêsu kể cái chi tiết đó để muốn nói về lịch sử của dân Chúa trong thời Cựu Ước và kể cả hôm nay nữa. Tiệc cưới ở đây là bàn tiệc nước trời, thưa anh chị em. Ở trong Kinh Thánh, bàn tiệc là hình ảnh của niềm vui, bàn tiệc là hình ảnh của nước trời. Cho nên chúng ta nghe ở trong bài đọc thứ nhất nè, tiên tri Isaiah nói làm sao: ngày ấy trên núi này Đức Chúa các đạo binh sẽ đãi muôn dân một bữa tiệc, tiệc nước trời đó. Và trong bài tin mừng thì Chúa Giêsu nói rất rõ, nước trời giống như chuyện một vua kia mở tiệc cưới cho con của mình. Cho nên ví dụ ngôn này là về nước trời, cái bàn tiệc ở đây là bàn tiệc về nước trời. Thế thì trong lịch sử, Chúa sai các tiên tri đến để kêu gọi dân Chúa, để mời họ đến dự bàn tiệc đó, nhưng mà người ta từ chối. Và hơn thế nữa, rất nhiều lần người ta bắt bớ, người ta đánh đập, người ta giết chết các tiên tri của Chúa, và cuối cùng là giết chết chính Chúa Giêsu. Cho nên cái chi tiết đó muốn diễn tả cái nội dung của giáo huấn. Y phục lễ cưới, anh chị em sẽ không còn thắc mắc nữa nếu anh chị em biết rằng cái bài tin mừng này nó không phải là một dụ ngôn, mà là hai dụ ngôn. Hai dụ ngôn tách biệt nhau, nhưng mà ông Thánh Matthew, ông ấy ráp vô, ông làm thành một câu chuyện, bởi vì nó chung một chủ đề là về tiệc cưới, cho nên chúng ta mới dễ thắc mắc như vậy. Thế thì cái dụ ngôn này nó có liên quan gì đến anh chị em và tôi không?
hay chỉ liên quan đến dân Chúa thời xa xưa, người Do Thái thời Chúa Giêsu giảng đạo? Có đấy, liên quan đến tất cả chúng ta. Bởi vì nhắc cho chúng ta nhớ là Chúa mời mình đi dự tiệc nước trời. Đó là mục đích tối hậu cuộc đời của người Kitô hữu. Chúng ta gọi một cách dễ hiểu là thiên đàng. Mục đích cuối cùng của cuộc đời của chúng ta là được vào nước trời, được lên thiên đàng, được dự bàn tiệc nước trời. Nhưng mà có khi nó chỉ là trên lý thuyết thôi, mình đọc kinh thì mình tuyên xưng vậy thôi, mà chưa chắc cái mục đích đó nó tác động vào trong cuộc đời của mình. Nhiều khi mình quên, quên là vì có nhiều lý do trong cuộc sống này nó cám dỗ chúng ta, lôi cuốn chúng ta. Chẳng hạn như là Thánh Matthew nói cái lý do là tôi phải đi buôn cho nên tôi không có dự tiệc được. Nếu mà anh chị em đọc ở trong Tin Mừng Luca thì thêm nhiều lý do nữa. Tôi mới mua đất tôi phải đi xem, tôi mới tậu bò tôi phải đi coi, tôi mới cưới vợ tôi phải ở nhà. Nhiều lý do lắm. Tất cả những cái lý do đó là những lo toan bận rộn và cả những đam mê cám dỗ trong cuộc sống lôi kéo mình, khiến cho mình không còn nhớ đến cái mục đích tối hậu của cuộc đời là bàn tiệc nước trời. Một lý do nữa là có khi chúng ta nhớ, nhớ cái mục đích tối hậu là bàn tiệc nước trời, nhưng mà để vào dự tiệc thì phải mặc y phục lễ cưới, có nghĩa là mình phải cởi bỏ cái con người cũ này và mặc lấy con người mới. Mà đang khi đó thì mình cứ thích sống cái lối sống cũ, chứ mình không có chấp nhận từ bỏ nó. Và vì thế mình không có y phục lễ cưới để dự tiệc của Chúa. Thành thử ra bài tin mừng này nhắc nhớ chúng ta chứ không chỉ là dân Chúa ngày xưa đâu. Và khi anh chị em và tôi mình chọn những mục đích tối hậu là được dự bàn tiệc nước trời, thì điều đó không có nghĩa là chúng ta không làm gì hết, chỉ có tối ngày đi nhà thờ đọc kinh xem lễ thôi, không có làm gì hết, không có đâu. Mình vẫn sống cuộc sống bình thường, gia đình, xã hội, nhưng sống làm sao đó để đừng đánh mất nước trời. Tôi xin phép lấy một câu chuyện cụ thể cũng có tính thời sự. Đọc báo tôi thấy lúc này báo chí Việt Nam cũng quan tâm đến những gì nó diễn ra ở bên Mỹ lắm, có lẽ là sắp bầu Tổng thống Mỹ. Và vì quan tâm như vậy cho nên ngay cả cái chuyện mà người ta đề cử một thẩm phán cho tối cao pháp viện để thay thế cho bà thẩm phán cũ mới qua đời, báo chí Việt Nam cũng đăng tin rất là đầy đủ. Nhưng mà cái điều tôi muốn nói với anh chị em là thế này: người phụ nữ mà mới được Tổng thống đề cử để làm thẩm phán tối cao pháp viện là một người Công giáo. Và nhiều người Công giáo bên Mỹ coi bà ta như là một hình ảnh mẫu mực của đời sống Công giáo. Tại sao vậy? Là vì trong một xã hội, một thời đại mà như ở bên Mỹ đó, là người ta cổ suý cái việc phá thai, và người ta muốn cái việc phá thai nó trở thành luật, luật cho phép. Đang khi đó người phụ nữ này là bà mẹ của 7 đứa con, trong đó có một đứa con nó bị bệnh đau. Rồi trong một xã hội mà người ta bảo là nó kỳ thị chủng tộc, da trắng da đen, thì người phụ nữ này
nhận nuôi hai đứa con da đen từ bên Haiti đem về Mỹ sống trong nhà mình. Trong một xã hội mà người ta hô hào là phải giải phóng phụ nữ, phải giải phóng phụ nữ ra khỏi đời sống gia đình, không có bị ràng buộc vì những bổn phận gia đình, để người phụ nữ có thể tiến thân, có thể thăng tiến, có thể phát huy những khả năng của mình. Thì cái bà thẩm phán này chăm sóc 7 đứa con ở trong nhà mà vẫn đạt đến đỉnh cao sự nghiệp, là giáo sư đại học nổi tiếng, là thẩm phán liên bang, rồi bây giờ được đề cử làm thẩm phán của tối cao pháp viện mà chưa tới 50 tuổi. Và căn bản bà ấy là người công giáo đạo đức, có lòng kính mến Đức Mẹ đặc biệt, tham gia vào một nhóm cầu nguyện theo gương Đức Mẹ, xưng mình là nữ tỳ của Chúa. Nhiều người công giáo ở bên Mỹ là quý mến lắm, coi bà ấy như là một hình ảnh mẫu mực cho đời sống công giáo. Và thực sự cái cuộc sống đó có thể truyền cảm hứng cho chúng ta và giúp chúng ta hiểu được thế nào là mình chọn nước trời làm mục đích tối hậu của cuộc đời. Không có nghĩa là chỉ đi nhà thờ xem lễ đọc kinh, mà là chu toàn bổn phận gia đình, mà là đóng góp cho xã hội trong tinh thần của phúc âm. Một cuộc sống như thế hết sức là phong phú, phong phú cho bản thân, phong phú cho xã hội, và đồng thời là nẻo đường dẫn chúng ta đến bản tiệc nước trời. Xin Chúa soi sáng và thêm sức cho mỗi người chúng ta, để mình cũng cách nào đó sống theo tinh thần mà Chúa mời gọi chúng ta qua lời của Ngài hôm nay. Amen.